Thôi đổi chi, còn miếng nữa đổi làm gì? Tốn sức. Mày làm đổ ly nước của tao mày phải đền chứ. Phải không? Phải không? Nãy tao thấy mà. Có hả? Tôi đổ camera ghi lại đó. Chừng nào cờ thường lên thì mới ca được phải không ha? Phải không? Không phải gì. Mát thì mát cu mát đi mà lấy cái phải tỉ mình. Thank you.
đưa cái lò hùng vô là anh ca mới luôn á. Đâu có kiếm ca mới được. Anh ca hay với bộ. Ôi sắc mầm má đầu yêu ơi. Ôi ca tìm chục tiền. Nhà em nữa hai ba ba bánh bao bánh bò bánh bì má ơi trời đỡ xe ra ca còn dữ nữa anh viên mời trời đánh mà mạnh lên ca dữ lắm đó, anh mà yếu là anh ngồi ru à. Công ty thổ khấu cũng kiếm tiền nha đúng không? Đủ chưa? Đủ. Anh nói đi. Hay với bộ không có máy em thâu hết rồi vì này anh bật cái cờ Phú Thiện lên là có giọng anh đọc á nghe anh tẹo chết mít xa xì mi được á, chắc ông cỡ 10 điểm được. Ê, ngon quá. Ok.
Đi 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 cảm ơn bạn đi chúc nó tôi với ông Khánh ra. Tôi với ông Khánh ông gặp với ông gặp với Đô đi. Ờ. Đó, ông với Đô tôi với ông Khánh. Đó 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 đó. 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 Ờ. Chúc con cháu quán cái nè. Ờ. Quán cháu chào cái hội yếu này. Chào giám. Quán cháu chế luôn, chúc chào được. Chào giám. Hai bốn cũ á, tâm chính là 24 cũ á. Mày không có đi làm ở đình nhà. Yeah.
để con đò chiều nó cứ hiu quanh hoài đêm để một mình anh khóc than mẹ vàng đó mình dặn nó nghe đây bạn tới rồi đúng không anh đi đâu rồi chưa chưa mày mày chốt mà cắt miếng này chút nữa tôi với bánh ra sao buông cái tay á mắt mít cà si mi mày số hơn đi. Trời ơi, tôi là may mắn trong cuộc đời mà. Ủa, vừa chết vừa chết mình. Con mọc lên con liền. Sao? Mực 6 ba đầu. Ê, nhưng mà hồi nãy bay con ngựa lên giữ xe. Chiếu đốt cái cho nó lấy cũng bắt tháo nó chết đâu rồi. Có lao ngựa lên giữ xe. Báo nằm đây nè, chiếu nó đốt cái khô mình rồi nằm làm chi vậy? Trời ăn cam mít simi. Sao sẽ đợi? Chết. Rụng kim rụng kim hả? Cờ thua rụng kim kì vậy? Cờ thắng bữa nay rồi quýnh sao kì vậy ta? Ngàn ngàn này chứ mà đâu cờ đó ông thắng rồi chứ ngang gì nữa kì vậy mà cờ gì đấy thua rồi này mới chơi đồng hồ chứ pháo về bắt ngựa cái pháo về bắt ngựa thua ba cờ đó bà trai đang bóng rồi bây giờ tông bé này quýnh gì không ăn tiền chứ quýnh gì ông nội trời ơi cười độ mà làm như cờ ăn chơi hỏi quýnh gì tông đặt nay rồi nay rồi dám nói tiền luôn sợ gì có chung đâu sợ chừng nào anh thấy chung kìa mà chưa có tới mức thi tố nữa đủ bây giờ lực cái quy định là 5 triệu mới thi tố mà không gì chín phạt tiêu rử với bạn chín mẹ gì đó cái này có bạn nhiêu hỏi đó sao hỏi tôi bạn nhiêu hẹn hai tỷ đồng chí cận dương dương nhớ đồng chí cận dương để chơi rồi nếu này con của tôi á anh chơi dương ơi dương
xin mày hỏi anh Téo á. Trời anh gì mà anh cao không nổi thế ta. Nói cao nổi rồi, anh cao không nổi rồi, đi rồi. Tiếp mạch ra xin mày. Tiếp mạch ra xin mày. Nghĩa mày buông tay vậy nhẹ rồi anh ca mấy bài chứ đủ mà mày xiết quá là anh không ca bài nào luôn á. Đủ quá lo ca không thích vậy đó mày luôn nghĩ bảo vậy đó. Má cả thiệt á bậy quá má đưa bao nhiêu đưa tiền đủ quá rồi. Làm mãn cho lấy đò đi, lấy hên đi. Anh mà lên xe là anh cho cô lấy đò đi. Rồi, bấm rồi. Còn xe nữa mà đừng quá. Còn hàng cũng đi, còn phút gì đâu. Được.
Mà nó có tạm dừng á là nó quay được có nửa tiếng à. Là nó hết rồi. Còn cái này quay được có tiếng mấy luôn không? Tiếng mấy này đây à, nó đứng quay hoài nó đứng. Bạn lấy ăn không thầy?
cầu quá, đi cờ mấy nước. Xin 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 đi. Cái cái lưng em tiểu ơi. Đấy đó. Tao. Chữ chữ nẹt chữ nọ chữ téo. Dám chữ bà hả? Tắt quay bà chuồng thổi bà ngày nhỏ như bổ cung. Bổ cung. Đừng phạt gì. Biết. Biết đứng cho biết rồi. Ít mít sashimi. Ít mít sashimi. Nắp à, nó ăn cái kiểu tơ mi lăng. Nó ăn cái kiểu sashimi lăng. À, này nọ bổ cung chứ mày. Không, chứ téo. Chồng anh téo hết. Mày thích món ăn mày cứ tự lựa, đúng không? Có ăn tèo đâu mà cho mày có ăn hút kê rồi. Quên bấm nữa. Ai, mày chơi tao đó. Này nọ với bổng cung nha. Ăn đi, rồi mày chạy. Quá giờ chết đi rồi. Đúng chưa? Trả lại cái chiếc bàn cho em. Cái chuyện đó của người ta, người ta có quyền. Cái chuyện đó của người ta có quyền. Thích thì chơi đúng không? Mày có ghẹo nó. Chấp gì là nó nhặt. Chấp là nó hết hả? Cái này nó quên. Này nhỏ. Cái này nó quên. Nâng cao độ đội hình lên luôn á. Ừ. Đâu
Thank you.
Không cần ăn chia đỉnh quá. Hấp xác quá. Hấp xác quá rồi. Năm bát này hả? Hai tay này nó quá chịu đèn từ sáng giờ luôn. Thấy anh lạ tay lạ không? Anh tới đây với thằng Thanh đúc đồng hoài à. Anh Củ Chi á. Còn mua tách điện liền mới trời sao cũng lại mình á, mình đưa nó đó điện liền rồi á, nó liền rồi á, liền riết rồi mà nó giết tôi riết rồi đó. Bây giờ đâu, bây giờ mày liền cái cuốn giày á, bây giờ mày liền cái cuốn giày rồi dính rồi qua là vừa sáng trời anh liền giết tôi riết rồi, tâm rồi á, không được tôi để đầu rồi, không thể nào tha thứ được á, không thể nào tha thứ được. Nói rời xa cõi đời này chứ. Ít mít xa xì mi. Báo lượn về luôn. Nay cầu quýnh pizza được không anh?
It mit sashimi. Được rồi.
chết sớm quá. Thôi mà. Mấy này nó lai anh hết rồi anh Tẻo ơi. Hai thằng đang quýnh bên đây nè. Ít xích sao cho mi gì nè. Anh là y như là nhà thiền giáo vậy đó. Anh thiền luôn. Lai anh Tẻo hết rồi. Đó thấy chưa. Này nó ăn bổng cung hả. Chiếu à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này á được khá khác hay thôi chứ cờ cũng hay. Chứ lúc em là bỏ cả nhà đi xem làm gì làm bạn con gái mất rồi chết con nhiều quá mày bán nè mẹ anh tên là gì ạ? Thiệu. Anh có hay đi thi đấu hay gì không? Nó đứt tờ sắt quá. Đợt đem hả? Thank you.
Thằng nãy là nó ăn con pháo á, là pháo ông đúng không? Nó có 4 giờ. Tao hàng